Tà Tổng, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Địa bàn rộng, địa hình bị chia cắt bởi khe suối, đồi núi, giao thông đi lại cực kỳ khó khăn, thiên tai mưa lũ thường xuyên xảy ra. Đặc biệt, Tà Tổng từng được biết đến là thánh địa khoai thúc, với hàng trăm nghìn mét vuông cây thuốc viện, hơn 500.000 người nghiện ma túy. Trước thực trạng đó, cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở đã vào cuộc. Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm quyết tâm xóa bỏ tình trạng trồng cây thuốc viện nơi đây. Sau chặng đường 10 năm quyết liệt, với những dấu ấn mạnh mẽ, diện mạo nông thôn thay đổi ngoạn mục, không còn mùa anh túc, bình yên đã về trên cao nguyên Tà Tổng. Xã Tà Tổng của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với khoảng 98% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống thì từng được biết đến là điểm nóng tái trồng cây thuốc viện và có tỷ lệ người nghiện cao ở tỉnh Lai Châu. Thế nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương, việc tái trồng cây thuốc viện và tỷ lệ người nghiện đã giảm đi rõ rệt. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được hình thành và làm thay đổi nhận thức của người dân, mang lại đời sống ổn định, sinh kế bền vững, góp phần thay đổi diện mạo của đồng bào vùng cao. Và để có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì ngày hôm nay chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng với chính quyền địa phương, cùng với người dân ở bản Tà Tổng, những người đã rất quyết liệt trong câu chuyện này. Và trước tiên thì xin được giới thiệu những vị khách mời sẽ tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin giới thiệu ông Lý Phu Ca, Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lý Phùng Tróng, trưởng công an xã Tà Tổng, huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu. Và xin được trân trọng giới thiệu già làng Vàng Xuân Báo ở bản Tà Tổng của xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, để có thể hiểu rõ được câu chuyện về sự thay đổi của đồng bào dân tộc Mông ở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, trước tiên chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự để thấy được là đồng bào dân tộc Mông đã có sự thay đổi về nhận thức cũng như là phát triển kinh tế như thế nào để xã Tà Tổng của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã không còn là điểm nóng về cây thuốc viện. Tà Tổng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện biên giới Mường Tè. Xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 51.000 ha với hơn 7.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 95%. Vùng quê nghèo khó này từng được biết đến là thủ phủ cây thuốc viện. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, ở Tà Tổng, nhà nào cũng trồng thuốc viện. Ma túy là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo. Đến khi nhà nước có lệnh cấm trồng cây thuốc viện, nhưng nhiều hộ dân vẫn bất chấp trồng số lượng lớn và tham gia bán thuốc viện nên bị xử lý, thậm chí là bắt giam, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của những năm về trước. Hàng chục hecta lúa nương đang trổ bông xanh mướt đã thay thế cho những nương thuốc viện ngày nào. Mỗi ngày, gia đình chị Thảo Thị Xía lại cùng nhau chăm sóc lúa. Cuộc sống bình yên này có được nhờ cha mẹ chị đã từ bỏ cây thuốc viện. Chị Xía từ khi biết làm nương rẫy đã được dạy tránh xa loại cây này. Thì lúc trước kia nghe các cụ kể bảo là trồng cây thuốc viện thì phải cây thuốc viện cũng phải nhổ cọ xài đi thì mới lớn được ấy. Nhưng mà bây giờ thì bọn tôi không trồng cây thuốc viện nữa, bây giờ cũng đỡ vất vả đi rồi. Bây giờ thì những ngày nắng thì bọn tôi cũng đi làm, sau ngày mưa thì cũng ở nhà trông con. Bọn tôi cũng khá hơn rồi, cũng trồng lúa hay là trồng ấy thôi thì cũng khá. Giờ đây, Tà Tổng đã vắng bóng mùa hoa anh túc, tỷ lệ người nghiện giảm rõ rệt. Đó là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các ban ngành địa phương, không dừng, không nghỉ. Mới đây nhất, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền, ngăn chặn trồng và phá nhổ cây thuốc viện trên địa bàn xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, niên vụ 2022-2023. Các lực lượng tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình địa bàn, tiếp tục vận động tuyên truyền, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không tái trồng cây thuốc viện. So với những năm trước đây, tình hình trồng cây thuốc viện đã giảm một cách rõ rệt. Đó là chúng ta cũng quyết liệt từ cái phương pháp phá nhổ để chúng ta hủy cái số đó đi để hạn chế sử dụng cái cây thuốc đó để ngâm rượu rồi là dùng những sản phẩm. Phải khẳng định một điều rằng là
lực lượng công an chúng tôi có vào cuộc mà không có vai trò của cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã thì chắc chắn kết quả không được như ngày hôm nay. Với sự thay đổi nhận thức của đồng bào người Mông ở Tà Tổng, họ đã thoát khỏi cái đói nghèo và rời xa bóng ma thuốc phiện rình rập bản làng. Tôi được biết là thời điểm những năm trước thì bản Tà Tổng của xã Tà Tổng chính là một trong những điểm nóng về cây thuốc phiện cũng như là có tỷ lệ người nghiện cao. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái câu chuyện về cái thời điểm đó, thì cái vấn đề về cây thuốc phiện và vấn đề người nghiện nó đã nhức nhối ở địa phương mình, ở bản mình như thế nào? Thời điểm đó là hầu hết các hộ gia đình trong bản nhà nào cũng trồng, chỉ có trồng nhiều hay ít thế thôi. Và người nghiện thì như thế nào ạ? Người nghiện thì cũng một số nhà ấy thì cũng có 2-3 người nghiện, còn một số nhà thì mới không nghiện thế thôi. Thế bà con trồng cây thuốc phiện thì để phục vụ nhu cầu của mình, hay là họ bán đi đâu, hay là từ đâu mà lại có cái phong trào trồng cây thuốc phiện nhiều như vậy ạ? Cái phong trào trồng thuốc phiện này thì một là để hút, hai là người ta không có thì người ta đến tìm mua để hút, để đổi lấy tiền tiêu thế thôi mà. Nghĩa là cái thời điểm đấy thì thuốc phiện nó đã trở thành một thứ mà không thể thiếu được của bản này, đúng không? Vâng. Vâng. Thế trước những cái tình hình về cây thuốc phiện và tỷ lệ người nghiện như vậy ạ, thì lúc đó thì chính quyền địa phương đã nhận thấy cái sự việc đó và đã có sự vào cuộc như thế nào ạ? Xã Tà Tổng là một cái xã điểm nóng về trồng cây thuốc phiện vì mấy cái lý do. Thứ nhất là trước đây là chưa có cái đường giao thông, bà con chủ yếu sống ở những cái nơi lắng đường, rồi là các cái trồng những cái nơi có điều kiện để trồng cây thuốc phiện, rồi là đã có những cái thời điểm là chúng ta thấy rằng là nổi tiếng là thuốc phiện xã Tà Tổng huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu dùng cái nguồn thuốc phiện để chữa trị, ví dụ như là trong chăn nuôi lợn thả, rồi là cũng chữa bệnh cho cả con người, nào là chữa bệnh, nào là hút, nào là bán để lấy tiền. Trong đại trà thì trong đó gia đình cũng có trồng thuốc phiện mà. Các con cháu có hút thuốc không ạ? Có dùng thuốc để chữa bệnh các thứ? Cũng có dùng thuốc phiện để nào là nếu có lợn có gà có bệnh thì cho nó pha cho nó. Và các nơi khác cũng thường xuyên đến đây trao đổi mua bán bằng những cái vật liệu, bằng những cái các cái cả những cái đồ dùng sinh hoạt vân vân. Chính vì vậy là có những cái thời điểm là rất nhiều những cái con nghiện, thì cả những người làm thuê rồi tập trung ở địa bàn xã Tà Tổng. Chính vì vậy thì trên cơ sở có những cái hệ thống như vậy thì đảng nhà nước ta đã có những cái chủ trương chính sách là tuyên truyền nhằm ngăn chặn xóa bỏ các cái việc không để để có những cái tụ điểm phức tạp về ma túy. Vâng, ở cái thời điểm mà khi mà nhắc đến Tà Tổng là người ta đã biết đến đây là một điểm nóng về trồng cây thuốc phiện rồi, thì lúc đó thì lực lượng công an cũng như chính quyền địa phương thì đã bắt đầu vào cuộc như thế nào ạ? Ngay những cái thời điểm trước thì cái thứ nhất là lực lượng vũ trang khi đó là lực lượng công an là mỏng, thứ hai nữa là khó khăn về là đường xá đi lại. Đấy, thì sau cái quá trình mà được biên chế về lực lượng đông, rồi là đường xá đi lại thuận tiện, thì khi chúng tôi đến cơ sở tôi mới thấy khảo sát là cái tác hại của ma túy, chúng tôi mới nghĩ là khi cũng dẫn đến những cái chuyện đấy là một phần là do cái nhận thức của đồng bào, nhận thức đó thì dẫn đến là do cái đường xá đi lại đấy. Và những cái thông tin đại chúng hay là một số cái nó tìm hiểu thì thật ra là bà con không biết là cái tác hại của ma túy đến mức độ nào đấy. Khi dần dần chúng tôi mới thấy rằng là con nghiện rất là nhiều đấy, nhiều thì dẫn đến là việc là bà con trồng cây thuốc phiện đấy, thì tự trồng tự hút
dẫn đến là gây ra rất nhiều cái việc mâu thuẫn, nào là sinh ra những cái tình hình an ninh trật tự, nào là liên quan đến về cái trộm cắp, rồi là ảnh hưởng đến về cái đời sống phát triển kinh tế của bà con. Đấy là cái câu chuyện này, những cái thời điểm trước đối với cái địa bàn xã Tòng Lành vậy. Vâng, cũng chính vì những cái nhận thức của người dân trong cái việc là họ không biết được những cái tác hại của cây thuốc phiện, cho nên là đã trở thành cái điểm nóng về cây thuốc phiện như vậy. Và thưa quý vị, là để bình yên dần trở lại với Tà Tổng thì Công an tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch trấn áp tội phạm, và theo đó thì ngay từ đầu các niên vụ tái trồng cây thuốc phiện vào tháng 9 hàng năm thì cán bộ công an được cử về từng bản và đến từng nhà, từng lán nương của người dân để có thể tuyên truyền và vận động bà con là ký cam kết không tái trồng cây thuốc phiện. Và để có thể thấy được những khó khăn của lực lượng công an cũng như chính quyền địa phương và sự nỗ lực của họ trong công tác đẩy lùi cây thuốc phiện thì chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Hàng ngày, những lúc rảnh rỗi, ông Giàng Phái Chính lại thường xuyên trò chuyện cùng bà con trong xã, nhắc nhở mọi người không nên tái trồng cây anh túc hay nghiện thuốc phiện. Bởi những năm trước, chính ông đã có hàng chục năm trồng cây thuốc phiện. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, ông đã tránh xa được bóng ma này và trở thành cầu nối giúp mọi người cai nghiện và từ bỏ cây thuốc phiện. Chúng tôi đã đi đến từng nhà để vận động người dân không trồng cây thuốc phiện nữa, nói cho họ hiểu chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như tác hại của cây thuốc phiện. Bắt đầu người dân không nghe đâu, nhưng với sự quyết liệt của chính quyền cũng như tuyên truyền giải thích thì người dân cũng dần thay đổi, nghe theo Đảng và chính quyền để xóa bỏ cây thuốc phiện, xây dựng bản làng ngày càng tốt đẹp hơn. Từ năm 2015 đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng. Hàng năm đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc công an tỉnh, công an huyện, xã, các cơ quan chức năng huyện Mường Tè, xã Tà Tổng thành lập tổ công tác, tăng cường xuống các bản trên địa bàn thực hiện 4 cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về tác hại, hậu quả của ma túy, các quy định pháp luật về việc trồng cây thuốc phiện, nghiên cứu tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của xã, vận động người nghiện tham gia các chương trình cai nghiện. Nhờ đó, vấn đề tái trồng cây thuốc phiện được kiểm soát, từng bước được ngăn chặn. Trước hết là cái đặc điểm địa bàn của xã Tà Tổng này, nó một cái địa hình tương đối là phức tạp, một cái địa hình núi cao vực sâu. Mà hầu hết những cái nương thuốc phiện thì nó ở những cái địa hình rất là hiểm trở, thế nên là nó gây cản trở, nó gây khó khăn cho các lực lượng chức năng từ cái khâu mà phát hiện những cái đám nương cho đến là khi mà phát hiện ra rồi thì chúng ta tổ chức là phá nhổ nó cũng là rất là khó. Hai nữa là trước đây đấy, thì cái ý thức của người dân là cũng còn rất là hạn chế, cái sự hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là đối với cái cây thuốc phiện thì một số người dân còn nghĩ rằng đấy là cái cây trồng có thể là mang lại giá trị kinh tế rồi có thể dùng để làm thuốc chữa bệnh này khác, nên là theo cái phong tục tập quán từ xưa để lại người ta cũng không ý thức được đấy là cái hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ việc tập trung bám sát địa bàn, xác định những khu vực phức tạp, tập trung theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi trồng cây thuốc phiện, công tác phòng ngừa tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn xã Tà Tổng đạt những kết quả tích cực. Nếu niên vụ năm 2015-2016, các lực lượng chức năng đã phát hiện phá nhổ 63 đám nương trồng cây thuốc phiện với tổng diện tích 69.015m2, thì đến niên vụ năm 2020-2021 chỉ còn phát hiện 5 đám nương với diện tích 2.300m2. Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo đưa các cái dự án phát triển kinh tế xã hội để tạo kết nối hạ tầng giữa các bản trong xã, thế rồi tổ chức triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ sinh kế cho bà con nhân dân nhằm mục tiêu là xóa bỏ cây thuốc phiện trên địa bàn. Đến giờ phút này thì cơ bản là các cái nội dung điểm nóng trên địa bàn xã Tà Tổng, huyện Mường Tè đã được kiểm soát. Những buổi tuyên truyền của cán bộ công an, các đơn vị quân đội, cơ quan chức năng, những bản cam kết không tái trồng cây thuốc phiện được ký kết, những buổi cán bộ làm nông với nông dân, tất cả cho thấy sự quyết liệt, vượt qua khó khăn, đồng lòng của người dân trong việc đẩy lùi cây thuốc phiện, trả lại bình yên cho nơi đây. Vâng.
Vâng, chúng tôi được biết là anh Lý Phùng Chóng thì cũng là một trong những người mà đã gắn bó với xã Tà Tổng và cũng đã rất là quyết liệt trong cái việc đẩy lùi cây thuốc viện ở đây. Thì xin được hỏi anh là trong những cái thời điểm đầu khi mà với những cái chính sách, những cái quyết liệt của công an tỉnh Lai Châu thì mình đã tiếp cận bà con cũng như là mình đã có những cái kế hoạch tuyên truyền và vận động bà con như thế nào để mà họ có thể thay đổi được cái nhận thức của mình để mà không tái trồng cây thuốc viện. Tôi thì cũng đến đây công tác được gần 10 năm rồi. Thì ngay mới đầu tôi vào đấy thì cũng như ban đầu tôi cũng đã trình bày đấy, đi các cái bản thì thật ra là không có sóng điện thoại này, đường xá đi lại rất là khó khăn. Đấy, thấy đồng bào cũng đời sống tỷ lệ hộ nghèo cao. Đấy, tất cả mọi cái nó dẫn đến là do là người nghiện, tỷ lệ người nghiện lúc bây giờ cũng rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng thấy những cái việc này là không ổn. Vì vậy nên là chúng tôi tham mưu cho đảng ủy ban đốc và lãnh đạo của huyện, trực tiếp là tham mưu cho thường trực đảng ủy, hội đồng ủy ban bằng các cái kế hoạch để có cái giải pháp triệt để cái cây thuốc viện. Thế thì trực tiếp là tham mưu cho thường trực đảng ủy, thường trực đảng ủy cũng có những cái kế hoạch giao rất cụ thể, chỉ đạo các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn để có cái giải pháp và đề xuất tăng cường các cái lực lượng để giải quyết những cái dứt điểm không tái trồng thuốc viện trên cái địa bàn. Đấy, cái việc này thì chúng tôi cũng làm là một là chúng tôi phải là tham mưu cho cấp ủy chính quyền mở cái hội nghị, rồi là mời các cái già làng, trường bản, bí thư chi bộ, công an viên. Đấy, rồi là sau đó là triển khai các cái tổ xuống từng bản, từng ngõ, từng nhà để cho từng hộ là phải viết cam kết không tái trồng thuốc viện. Thưa già làng, là khi mà chính quyền địa phương cũng như là canh công an xuống bản để có thể làm việc và tuyên truyền với bà con trong việc là không tái trồng cây thuốc viện, thì ông có thể chia sẻ là những cái thời điểm đó thì mình nghĩ như thế nào về một cái việc rất là mới với mình? Lúc trước thì mọi người vẫn nghĩ là cây thuốc viện thì không phải là một cái cây gì to tát cả. Thế nhưng mà bây giờ khi mà biết là nhà nước đã không được phép trồng cây thuốc viện, thì lúc đó thì mình đã có những cái câu chuyện xảy ra như thế nào lúc đó? Vấn đề giải quyết cái thuốc viện đối với bà con nhân dân ở trên này thì ban đầu thì bà con nhân dân cũng có những cái phân vân, cũng có cái phân vân là muốn giữ và trồng cái cây thuốc viện này để sử dụng. Nhưng mà trong quá trình tuyên truyền của các ban ngành đoàn thể và nhất là bên lực lượng công an ấy, thì tuyên truyền nhiều lần, nhiều năm, và cho cuối cùng thì cũng nhân dân cũng nhất trí là ký cam kết theo từng hộ một đấy. Từng hộ một đấy là ký cam kết là thôi không trồng cái thuốc viện nữa. Trong cái quá trình đấy thì có hộ nào mà họ phản đối, họ không nghe hay là như thế nào không ạ? Có cá biệt cũng có ít một số người là cũng không nghe, nhưng mà trong quá trình mà vận động rồi là trong quá trình tuyên truyền thì họ mới nghe. Thưa anh Chóng, là em cũng thấy là nó không chỉ cái việc mà thay đổi nhận thức của bà con, nên nó không chỉ là một cái câu chuyện đơn giản một sáng một chiều, mình chỉ cần mình đến mình tuyên truyền, mình nói vài câu là họ có thể nghe ngay. Chắc chắn là xung quanh đó nó còn có rất nhiều những cái khó khăn hoặc là những cái biện pháp nghiệp vụ mà mình có thể thực hiện để giúp bà con thay đổi và có được một cái cuộc sống tốt hơn. Thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái câu chuyện như vậy được không? Ngay ban đầu thì tôi cũng triển khai cái kế hoạch của trên đấy thì nói về triệt phá cây thuốc viện thì cũng như bác báo nói thôi. Đấy, cũng có một số là cá biệt họ không muốn bỏ. Đấy, họ nghĩ là đơn thuần là trồng cây thuốc viện là không có gì là tác hại to tát lớn cả. Đấy, nhưng mà chúng tôi cũng giải thích cho bà con là cái tác hại của cái ma túy. Đấy, đây chỉ gọi là thuốc viện nhưng mà mình phải phân tích cho bà con hiểu là cái tác hại. Đấy, và từ đó là nhân dân cũng hiểu dần. Thật ra là khi mà chúng tôi đi triệt phá đấy thì có những thậm chí là trong bản, trong vườn nhà cũng trồng. Đấy, họ cũng rất là tiếc. Thậm chí là một số hộ thì cũng nói là thôi cán bộ để lại vài cây. Đấy, đại khái là như thế.
Nhưng mà chúng tôi bảo là đây là những cái chứa chất ma túy, có cái tác hại ảnh hưởng đến cái sức khỏe đời sống của bà con. Đấy, nên bây giờ chủ trương của Đảng Nhà nước, mà đặc biệt là cấp ủy chính quyền chỉ đạo rất là kịp thời, cùng với cả phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể xã để nhân dân hiểu, thì đến bây giờ cơ bản là đã không còn thuốc phiện trên cái địa bàn, tức là không tái trồng cái thuốc phiện trên cái địa bàn xã. Vâng ạ, thưa ông Lý Phủ Cả, có thể nói là với cái điểm nóng về cái thuốc phiện như vậy thì chính quyền địa phương rồi các cấp các ban ngành cũng đã đều vào cuộc rất là quyết liệt, và qua đó thì không chỉ là với lực lượng công an vào cuộc mà còn các cơ sở đầu tư, các cơ sở hạ tầng rồi những cái điều kiện và cơ sở vật chất cho bà con để mà họ có thể yên tâm sản xuất và không trồng cây thuốc phiện nữa. Thì ông có thể chia sẻ về cái sự vào cuộc của chính quyền địa phương, mình đã có những cái chính sách hỗ trợ và những cái kế hoạch như thế nào để mà giúp người nông dân có thể thay đổi được cái việc này? Như chúng ta đều biết rằng là khi mà có nhiều người nghiện thì đã có những cái hệ lụy rất lớn trong cái việc phát triển kinh tế xã hội. Mà bà con ở đây thì trong những cái năm đó đã khi mà trồng cây thuốc phiện thì đã thấm nhuần so vào cái tư tưởng có những cái lợi nhuận. Bắt đầu từ năm 2019 là tỉnh rồi là các ngành của tỉnh huyện đã có chủ trương hàng năm xây dựng những cái kế hoạch để tổ chức thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân trong những cái thời điểm bắt đầu từ tháng 9 là người dân có thể phát nương làm dại để trồng cây thuốc phiện. Từ bắt đầu từ cuối tháng 9, tháng 10 là người dân đã phải gieo trồng, và đến tháng 2, tháng 1, tháng 2 là cái thu hoạch và trích nhựa chính là cái thuốc phiện đấy. Thì trong những cái việc mà chúng ta tuyên truyền vận động thì cũng có bước đầu có những cái như anh có anh đi chống của nó là cực kỳ khó khăn. Thì các cái yếu tố nào là yếu tố về đời sống văn hóa, yếu tố về mà có những cái phong tục tập quán nơi đây, đó là khi tuyên truyền thì bà con cũng có những cái là phải nào là thuốc phiện nó có làm lý, rồi là chữa bệnh, rồi là bà con là chủ yếu trong những cái giai đoạn đó là cái gần như là cây chủ lực để người ta sinh sống. Thì khi mà nó tuyên truyền thì nó cũng có những cái rất khó khăn như là về đường xá đi lại, rồi là triệu tập bà con. Vì trước đây bà con thì như chúng ta biết là ít có bản tập trung như hiện nay, và cái hệ thống chính trị thì nó cũng chưa đủ mạnh để lãnh đạo chỉ đạo, rồi là quy tụ về để họp theo những cái mà chủ trương cũng như kế hoạch của chúng ta và các cấp các ngành. Những năm gần đây thì với cái sự vào cuộc quyết liệt bằng chủ trương, bằng kế hoạch thì bà con cũng cơ bản đều hiểu rằng đấy là một cái chất mà Đảng của người ta cấm và một cái chất đặc biệt trong cái sự quản lý của Đảng nhà nước, và đã quán triệt triển khai nghiêm túc trong tất cả bà con nhân dân của địa bàn xã. Và qua đó thì cấp ủy chính quyền cũng đã sử dụng hết cái mọi nguồn lực, các cái chủ trương dự án chính sách hỗ trợ của Đảng nhà nước tuyên truyền và cung cấp đến với bà con, để bà con từ đó từng bước là nhận thức rõ. Cái thứ hai nữa là qua đó là thay thế, bước đầu thay thế bằng cây thuốc phiện, bằng những cái cây có giá trị và những cái vật nuôi, để làm sao là bà con sớm từ bỏ
cái ý nghĩa cũng như là cái nhận thức và cái tư duy để thay đổi và cụ thể là đã triển khai các cái chương trình lớn và đảng nhà nước về chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế xã hội và đồng bào dân tộc và miền núi, chương trình xây dựng nông thôn mới, rồi là các cái chương trình vay vốn hỗ trợ cho người nghèo, rồi là cận nghèo vân vân, để từ đó bà con có những cái sinh kế, những cái phát triển kinh tế xã hội của hộ gia đình. Và đến nay thì cái việc trồng cây thuốc phiện thì gần như là không còn, chỉ còn có thì cũng lén lút và rất ít. Và qua những cái thực hiện chương trình để tuyên truyền vận động nhân dân không tái trồng cây thuốc phiện thì đến nay thì bà con đã nhận thức cái việc trồng cây thuốc phiện là một cái việc mà sai chủ trương chính sách của đảng nhà nước, cơm của đảng nhà nước đặt. Vâng, thưa quý vị, nếu như 15 năm trở về trước, khi mà nhắc đến huyện Mường Tè nói chung và xã Tà Tổng nói riêng thì chúng ta vẫn nghĩ rằng đây là một nơi vô cùng xa xôi và có quá nhiều khó khăn để mà di chuyển đến những địa điểm như thế này. Và khi mà bây giờ, khi mà chúng tôi quay trở lại Mường Tè thì thực sự là có quá nhiều thay đổi. Bà con ở đây thì đã có những cái đời sống kinh tế khấm khá hơn, có thể nói là điện, đường, trường trạm, tất cả đều đã thuận lợi hơn và kinh tế của bà con cũng đã phát triển hơn. Và cùng với việc tuyên truyền vận động người dân không tái trồng cây thuốc phiện thì nhiều năm nay, chính quyền địa phương của huyện Mường Tè cũng đã đầu tư nhiều dự án cây trồng con giống hỗ trợ người dân phát triển sản xuất cũng như là đầu tư cơ sở hạ tầng. Và câu chuyện tại bản Cao Trải, một bản sắp xếp dân cư, bà con từ các lán trại ở các khu vực nương giấy cùng quy tụ lại và sinh sống tại đây chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi của đồng bào dân tộc Mông ở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Những đôi tay thoăn thoắt trên từng sợi vải. Vài năm nay, chị Sùng Thị Xua không còn phải đi lên lán trại xa nhà làm nương giấy. Công việc dệt vải đay cũng cho chị thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Mình bắt đầu dệt vải từ khi còn bé, được mẹ truyền dạy cho, học nghề dệt vải này dễ lắm. Khi không trồng cây thuốc phiện thì bà con tập trung trồng cây lúa, chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Bản ta bỏ cây thuốc phiện, không trồng nữa. Đảng và nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều để bà con người Mông ổn định cuộc sống tại khu tái định cư này, hướng dẫn cho cách làm ruộng, cách chăn nuôi, bỏ hẳn cây thuốc phiện. Bản Cao Trải, một bản sắp xếp dân cư mới, quy tụ bà con ở những khu vực xa xôi cùng về sinh sống. Bản có trên 50 hộ dân, 100% là dân tộc Mông. Bên cạnh những mái nhà lợp tôn, bản Cao Trải đã khang trang hơn với những ngôi nhà gỗ chắc chắn. Đường giao thông và nhiều công trình hạ tầng đã được xây dựng, nâng cấp. Những mô hình kinh tế hiệu quả được hỗ trợ và hình thành, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Bây giờ chủ trương nhà nước giải rất đáp mà rất hợp lý, nhưng mà để làm thế là cho bà con chúng tôi không trồng cây thuốc phiện thì vừa là không có người nghiện này, vừa là mình sẽ thay đổi cái cuộc sống của mình nhiều hơn. Bây giờ mình thay đổi không trồng cây thuốc phiện. Bây giờ mình cũng có, bây giờ mình cũng thay đổi rất nhiều mà dưới bà con nó cũng sinh sống nó rất bình thường, mà vừa là không trồng cây thuốc phiện thì bà con nó bây giờ nó thay đổi về kinh tế, tập trung về lao động sản xuất này, mà kinh tế về chăn nuôi cho bò này thì bà con chỉ thế thôi, nhưng mà dân bà con trên này thì kiểu nó cứ không hơi nhiều thì nó cứ không biết đi làm chỗ khác, nhưng mà chỉ về chăn nuôi về là cái cuộc sống của mình thôi. Bây giờ thì bỏ cái cây thuốc phiện không trồng rồi. Mới thời giai đoạn cái chương trình 135 giai đoạn 1 ấy thì nó có cái hỗ trợ làm nhà ở. Hỗ trợ làm nhà ở cho các cái hộ nghèo. Và đầu tư các cái giống vật nuôi
cái trồng và nuôi đấy cho bà con. Nhưng mà bây giờ là cái hết cái giai đoạn 1 là tiếp theo với giai đoạn 2, chương trình 135 mà nó có nhiều chương trình cơ. Thì đặc biệt là Đảng, Nhà nước và chính cấp ủy chính quyền xã rất là quan tâm, thì được xây dựng cái tái định cư mới cho bản Cao Trải này, là bà con là có cái nhà ở nên là yên tâm lao động sản xuất. Có được kết quả đó, hàng chục năm nay, huyện Mường Tè đặc biệt quan tâm đầu tư giúp xã Tà Tổng phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án của chính phủ vào địa bàn, huyện Mường Tè ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã đặc biệt khó khăn trong huyện, trong đó có xã Tà Tổng. Những mô hình kinh tế mới đưa vào sản xuất, tuy chưa được lớn và nhân rộng, tuy nhiên cũng đã có sự thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi. Sinh kế ổn định, người Mông yên tâm sản xuất, trẻ thơ say mê cắp sách đến trường. Một quá trình dài đầy gian nan, thử thách, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm nên sự hồi sinh kỳ diệu. Mùa anh túc đã xa, bình yên đã về trên cao nguyên Tà Tổng. Vâng, thưa già làng Vàng Xuân Báo ạ, ông có thể chia sẻ về những cái sự thay đổi của đồng bào dân tộc Mông trong những chừng năm về trước và cho đến thời điểm hiện nay như thế nào về việc phát triển kinh tế cũng như là các dự án, các chính sách của nhà nước để mà đầu tư vào địa phương mình để bà con có thể loại bỏ được cây thuốc phiện trong cuộc sống của mình cũng như là phát triển đời sống kinh tế hơn. Tiền của bà con nhân dân so với thời gian trước đây ấy, thì kết hợp chỗ tuyên truyền và vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện nữa, bỏ cây thuốc phiện, thì bên cạnh đó là được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trước đây thì là không có cái gì đâu, thế nhưng mà được Đảng và Nhà nước quan tâm ấy là đưa các cái chương trình dự án đến Tà Tổng, như là mà chương trình 135, 134 rồi lại các chương trình nông thôn mới, nhiều loại chương trình đấy. Thì đến bây giờ thì bà con nhân dân thì cũng đời sống thì cũng có khấm khá hơn rồi, vì ở trên cũng có hỗ trợ về cây giống, con giống, các cây giống bằng các loại cây, ví dụ như họ hỗ trợ giống lúa có năng suất cao, giống ngô có năng suất cao, rồi hỗ trợ các loại con, từ con trâu, con bò, con dê, và kể cả hỗ trợ cả con lợn nữa cơ mà. Thế còn các loại cây trồng thì nhà nước cũng có hỗ trợ các loại cây trồng để thay đổi cái mô hình sản xuất, Ví dụ bây giờ đang trồng cây quế hay là cây mắc ca, và nhiều loại cây khác nữa, tùy theo từng bản một, bản nào phù hợp với cái khí hậu, phù hợp với cái loại cây nào thì nhà nước cũng có hỗ trợ ở cái đó này. Vâng, tức là thay vì sống gọi là biệt lập và ở xa xôi như trước kia ấy, thì bây giờ mình đã quy tụ lại thành bản và có công ăn việc làm ổn định như vậy, thì là ông thấy như thế nào? Bây giờ thì không như trước đây nữa. Bây giờ thì được Đảng và Nhân dân quan tâm, xã huyện cũng quan tâm, tỉnh quan tâm, thì được quy tụ lại thành bản, thành làng, rồi là đầu tư đường đi đến nơi, rồi đầu tư các cái bể nước, rồi lại đầu tư cái nhà văn hóa bản, ví dụ thế thì có rồi. Thì đời sống của bà con nhân dân bây giờ so với trước đây là có khấm khá hơn nhiều và được cải thiện hơn. Vâng, và còn không còn nghĩ đến cây thuốc phiện nữa rồi đúng không? Bây giờ không còn nghĩ đến cây thuốc phiện nữa đâu. Bây giờ có ra trồng thuốc phiện, có trồng không ạ? Vâng. Có ai rủ không, trồng? Vâng, không trồng nữa đâu. Bây giờ là nghĩ đến cái chuyện là đi thay đổi mô hình sản xuất bằng cây lúa, cây ngô và các loại cây trồng khác.
Vâng, rõ ràng là thưa anh Chóng là chúng ta đã thấy được cái sự thay đổi rất rõ rệt của bà con, và đến hiện nay thì Tà Tổng đã không còn là điểm nóng của cây thuốc phiện nữa. Thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn không thể biết trước được sẽ có những thời điểm nào đó mà có thể là quay trở lại, chẳng hạn bà con lại tái trồng cây thuốc phiện. Thì có một cái vấn đề đặt ra vô cùng quan trọng, đó là làm sao để chúng ta giữ vững được các cái thành quả như bây giờ để bà con sẽ không tái trồng lại cây thuốc phiện nữa. Thì hiện tại thì lực lượng công an địa phương thì đã có những cái chính sách hoặc là kế hoạch như thế nào trong cái việc này? Cái trách nhiệm của lực lượng công an là phải tham mưu cho cấp ủy chính quyền về cái yếu tố là phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để bà con phải yên tâm lao động sản xuất. Thế thì để giữ vững không tái trồng thực hiện, cái thứ nhất là những cái việc mà tuyên truyền thì cái đó là cái hàng đầu rất là quan trọng, luôn luôn thường xuyên đấy, cùng với các cấp các ngành, các ban ngành đoàn thể bám vào các cái chủ trương chỉ đạo của trên, đặc biệt là những cái kế hoạch của đảng ủy chỉ đạo để chúng tôi phải thực hiện. Thế thì bám sát vào người dân và cũng hướng dẫn người dân đấy, thay thế trồng bằng các cái loại cây trồng khác để phát triển kinh tế xã hội. Đấy, thì mục đích luôn luôn là các cái lần mà chúng tôi cùng với các ban ngành đoàn thể xuống bản để họp dân tuyên truyền các cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thì cái việc mình luôn luôn phải được cân nhắc đến là việc trồng cây thuốc phiện là vi phạm pháp luật. Đấy, thậm chí là chúng tôi cũng nói rõ là vi phạm pháp luật là phải được đưa ra xử lý trước pháp luật, để thậm chí tôi còn răn đe đấy, và xử lý bằng cái pháp luật để nhân dân nhận thức rõ. Đấy, thế nên là cũng đến hiện nay là ngay chỗ bác báo cũng như là chỗ anh cả bí thư đấy, đánh giá rất là cụ thể. Đấy, hiện nay là cơ bản trên địa bàn xã Tổng là không còn nhức nhối về tình hình an ninh trật tự, rồi là cũng không có cái chuyện là tái trồng thực hiện. Trước kia thì có cái lúc nào mình sử dụng biện pháp mạnh không? Ngay trước thời điểm đó thì cách đây đấy là có thể nói là cách đây vài ba năm về trước thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất là nhiều. Đấy, nhưng mà một số cái trường hợp là cứ đến lúc vẫn tái trồng, mà chúng tôi cũng đã bằng các cái biện pháp nghiệp vụ là bắt và xử lý đúng theo cái quy định pháp luật. Và thậm chí chúng tôi cũng đề nghị cấp tòa là phải đưa những cái đối tượng đó về địa phương để lưu động xét xử, để răn đe trước bà con không tái trồng phiện. Vâng, và chính những cái nỗ lực như vậy thì đã mang lại được cái kết quả như hiện tại, đúng không ạ? Vâng, và với sự vào cuộc của tất cả các ngành, các bên, và chúng tôi còn được biết là ở tại xã Tà Tổng thì hiện nay thì cái việc mà tuyên truyền để phòng chống trồng cây thuốc phiện cũng đã được đưa vào các trường học để có thể giáo dục các em học sinh về cái tác hại của việc sử dụng thuốc phiện, của ma túy, cũng như là việc phát giác và góp phần phát giác và tố giác những cái đối tượng mà sử dụng thuốc phiện và nghiện hút ở trên địa bàn nếu như mà có. Thì ông có thể chia sẻ hơn về cái chủ trương này để mà góp phần nâng cao cái hiệu quả của việc phòng chống cái thuốc phiện cũng như là sử dụng ma túy. Chương kế hoạch đồng bộ quán triệt triển khai, thì đặc biệt là để tuyên truyền vận động và đưa vào các cái giờ trong cái giờ các trường để tuyên truyền để không được tham gia, không được tái trồng cây thuốc phiện đối với các cháu học sinh, là qua cháu học sinh tuyên truyền trong gia đình. Mỗi tuần một lần, trong các buổi học ngoại khóa hay sinh hoạt hàng tuần, em Thảo A Tính cùng các bạn của mình đều được tìm hiểu về pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó tìm hiểu về tác hại và phòng chống ma túy. Năm nay đã là năm thứ 17, cô tổng phụ trách đội Triệu Thị Huyền công tác tại xã vùng cao này. Chị nhận thấy rõ những thay đổi trong nhận thức của học sinh về việc tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó có việc không tàng trữ và sử dụng thuốc phiện. Trong cái công tác thực hiện phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường thì
bên liên đội nhà trường và trực tiếp là tổng phụ trách và các bạn trong ban chỉ huy liên đội là đã thực hiện công tác tuyên truyền vào cái tiết sinh hoạt dưới cờ vào thứ hai hàng tuần, lồng ghép vào cái tiết đấy và thực hiện tuyên truyền cho các bạn học sinh về tác hại của cái việc sử dụng ma túy cũng như là một số cái biện pháp phòng tránh và gặp cái vấn đề về ma túy cũng như là một số cái biện pháp mà ví dụ như là khi mà ở trên địa bàn ấy, có cái vấn đề gì nảy sinh về ma túy mà chúng ta, các bạn học sinh mà gặp được, thấy được cái tình huống về như là mua bán sử dụng hay tàng trữ ma túy thì các bạn có thể báo với cha mẹ, với thầy cô để kịp thời ngăn chặn những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Được các thầy cô tuyên truyền qua các bài học cụ thể, chúng em đã nắm được tác hại của ma túy và tránh xa nó, đồng thời cũng cùng gia đình mình thực hiện đúng quy định của nhà nước và sẽ phát hiện kịp thời, khuyên nhủ những người có dấu hiệu nghiện và trồng cây thuốc viện nên dừng lại. Cùng với chủ trương của chính quyền địa phương, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tà Tổng luôn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống tệ nạn ma túy, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những em học sinh tiêu biểu trong công tác phòng chống ma túy trong trường học. Cùng với đó là tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý học sinh, không để học sinh tham gia các tệ nạn ma túy và vi phạm pháp luật, thiết lập các kênh tố giác qua môi trường mạng, mạng xã hội. Sau chỉ đạo của công an tỉnh, chính quyền địa phương thì nhà trường tuyên truyền vào các buổi thứ hai hàng tuần. Qua đó thì thấy học sinh nhận thức phần lớn các em phụ huynh học sinh là không tái phạm thuốc phiện và các em có cuộc sống thay đổi hơn. Ngày xưa chúng tôi lên đây thì cũng cơ sở vật chất, đường cái đi lại còn khó khăn, được sự đầu tư của Đảng, Chính phủ, Nhà nước vào thì cơ sở vật chất, đường cái lại còn dễ dàng, thuận tiện, tất cả các điểm bản đều có đường thông đến tận nơi rồi. Đối với đồng bào Mông của huyện Mường Tè thì bà con sinh sống tập trung ở xã Tà Tổng, đây là một cái xã cũng xã vùng cao. Trong thời gian vừa qua ấy, thì với sự đầu tư của chính quyền ấy, từ ngân sách nhà nước ấy, thì đời sống bà con nhân dân được nâng lên. Và những cái hủ tục lạc hậu, những cái tệ nạn xã hội thì từng bước đẩy lùi, nhất là cái tệ nạn về ma túy. Và trên cơ sở đó thì đời sống bà con nhân dân, đời sống và tinh thần của bà con nhân dân thì cũng từng bước chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Không chỉ tại Tà Tổng, hiện phong trào các nhà trường tham gia phòng chống tệ nạn ma túy cũng đã được phát động trên toàn tỉnh Lai Châu, đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong cơ sở giáo dục, gia đình học sinh, thường xuyên cập nhật tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin cho các thành viên trong cơ sở giáo dục về nguy cơ, tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy, đặc biệt là phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm. Thưa quý vị, với sự thay đổi nhận thức rõ rệt của đồng bào dân tộc Mông và với sự vào cuộc của tất cả các ban ngành, chính quyền địa phương của xã Tà Tổng, huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu, thì đến nay Tà Tổng đã không còn là điểm nóng của cây thuốc viện. Hiện nay thì những mô hình kinh tế đã mang lại hiệu quả và bước đầu thay đổi được đời sống kinh tế cũng như là vật chất và tinh thần của bà con nông dân nơi đây. Bình yên đã trở lại trên cao nguyên Tà Tổng. Và với sự thay đổi về điều kiện kinh tế thì ngày nay điều kiện tinh thần, những văn hóa, những nét đẹp cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông cũng luôn được bà con gìn giữ. Và để kết thúc chương trình Chuyện Làng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng hòa chung với nét đẹp tinh thần của đồng bào dân tộc Mông qua những điệu múa, qua những tiếng khèn như là một lời kết cho chương trình Chuyện Làng. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.